Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại clip tiếp theo của mình. Các bạn ơi, thì mấy hôm nay mình không quay video cho các bạn xem ấy, thì do là nhà mình có công việc bận các bạn nhá. Thì hôm nay là nhà mình chị gái ruột của chồng mình ấy thì bị mất các bạn ạ. Thì rất là đột ngột luôn, thì mình không làm được một clip để ngắn ấy, để thông báo với các bạn là mình sẽ bận trong vài ngày mình không ra được video các bạn nhé. Thì hôm nay công việc đã ổn thỏa rồi, thì mọi việc cũng xong xuôi hết rồi các bạn ạ. Nói chung là cũng ổn hơn rồi, thì vợ chồng mình đã đi xuống dưới Hà Nội rồi các bạn. Thì hôm nay thì mình cũng vừa xuống đến nơi thôi, 5 giờ sáng nay thì mình mới đến nơi các bạn nhé. Thì mình sẽ tranh thủ là một clip mỗi hoặc bảo đi tranh thủ là clip để tâm sự với các bạn vì lý do vì sao mà hôm nay mình không ra video và nhà mình cũng đang có chuyện buồn các bạn nhé. Đây hôm nay mình có một ít cốc chè cho mát các bạn nhé, với lại một ít trái cây. Thật sự là trời đấy rất là nắng nóng, với lại mấy hôm mình đi về quê, quê nhà chồng mình tận Điện Biên các bạn, đi về quê đường xa rất là mệt nữa, mình không muốn ăn gì các bạn, rất là mệt, khó chịu các bạn. Đây, rồi mình cũng chèn cẩm chèn đá vào cho mát các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ ăn chè trước các bạn nhé, mình mời các bạn ăn chè nha. Chè rất là mát các bạn, cái nước đỗ đen này rất là mát. Vợ chồng mình về quê các bạn, do là chị mình vẫn đột xuất quá, thực sự là mình vẫn chưa có sự chuẩn bị gì ấy, thì vợ chồng mình về thì trong nhà cũng đã ổn thỏa hơn, đã nói chung là cũng đã sắp xếp ổn thỏa hơn rồi, thì vợ chồng mình xuôi về Hà Nội các bạn nhé. Thì là nhà có tang thì rất là lưu vu, có lẽ rất là nhiều công việc các bạn ạ. Thì là mình không có thời gian để mà quay video cho các bạn xem ở trên quê nhà mình như thế nào, khi nào là mình mới có dịp, ví dụ như mình có dịp về quê chơi thì mình sẽ quay các bạn xem trên quê nhà mình, các bạn quê chồng nhà mình các bạn nhé. Chè có cả hoa vậy, ăn nó mềm mềm ngọt ngọt. Mùa hè này mà các bạn mà nấu cái đỗ đen này ra uống nước là mát. Do này là mình mua các nhé, chứ phải là mình nhầm có các bạn. Ê, do mình phải lên chợ mua. Trẻ đang lên ngon và ăn nửa cốc nào. Nó ăn thơm mà có chả là nó ngon, cho nó có dừa cũng thơm.
giờ thì mình sẽ ăn rau ấy nhé. Mang một cái đĩa để mình để vào. Thì rau này các bạn này nó phải là cái quả nó nhỏ nhỏ hơn các bạn, ăn rất là ngọt và ở trên quê thì mình không có các bạn ấy, chứ ở đây thì các bạn không có, thì là mình không tìm mua được, chỉ có rau như này. Đây là mình chẩm với bát muối hào hào các bạn nhé. Rau chúng nó ăn rất là nặng ngon, rau này ăn không thì nó không ngọt đâu các bạn, nó chỉ mát mát thôi. Chuẩn với muối nó mặn mặn. Mình thấy muối hào hào này mình cần đến hoa quả hàng. Nhưng nó không được ngon các bạn. Cái này chắc phải chuẩn bị cái muối ô mai ấy. Chắc mình sẽ ăn ngon hơn. Rồi là khó chịu các bạn, từ nắng nóng ăn nữa thật là ăn rất khó chịu. Cũng may là mình đi tàu xe khách xa ấy, mình không bị nôn, chứ không như chồng mình. Chồng mình thì ăn được bao nhiêu cứ nôn vào thì là người sẽ bị đói các bạn, cùng cả người đấy. Mình cũng bị nôn mà mình đi xe mình cứ lâng lâng còn kiểu là đi xe người ta ăn xe khách ấy, người ta không mở cửa ra được đâu, nên là nó kín nên rất là lâng lâng mà mùi điều hòa xe rất là sợ các bạn ạ. Giờ đi xe giường nắng, lúc mình về quê xe giường nắng cũng rất là sợ. Mình ở bên khẩu trang thì mình lại khó thở, các bạn không thở được thì không phải ngửi mùi điều hòa cũng rất sợ ạ. Đi đường xe khách thì cũng rất là không muốn nhịp lắm. Giờ mình nằm á, giường nằm nhưng mà đi phải như cái chỗ đường không được đẹp, rất là sắc. Đi là về giờ nó mệt mà không ăn gì. Hôm nay mình làm video này đấy, không có kịp cầu cùi nữa, mình cũng chưa chuẩn bị được các món gì để cho các bạn xem. Vì là hôm nay mình về cũng vội các bạn, mình về xuống này thì cũng sớm muộn rồi, mình cũng phải dọn dẹp lại nhà cửa vì đi về đi mấy hôm rồi ạ. Thế lại mình chỉ mua ít hoa quả về để tâm sự cho các bạn biết rằng là mình sẽ xem những video ấy, vì là nhà mình có chuyện buồn các bạn nhé. Rồi này, ở quê các bạn không biết nên ở quê mình ý. Mọi người đi ra mùa hè nắng nóng các bạn ăn hoa quả là rất là mát các bạn. Các bạn sẽ thấy nó đen hơn không? Vì là mình về quê mình cứ phải đi cây nắng các bạn rất là đen mà không hiểu ra mình sao các bạn. Mẹ tả lắm, mình về quê còn mấy hôm mà ra mình cứ bị ngứa thì nổ hết cái mần lên tay ấy. Người tay của mình cũng được phát mần rất là ngứa. Nó cũng tùy từng khí hậu vậy. Ở trên Điện Biên quê chồng mình ấy, thì mọi người ở trên đấy là mùi đá không? Đấy là nói chung là khí hậu khác hẳn với mình. Mùa hè nắng nóng thì mình thì phải bật quạt như quê chồng mình không cần bật đâu nhá. Bởi mùi đá bình thường mùa hè quăng gỗ mà bếp củi rất là mùi đá. Nó cũng không nóng mà cũng không lạnh, cảm giác rất là bình thường các bạn. Mà thế này thì các bạn không bật quạt là không chịu được. Để hôm nào mình về Phú Thọ mình sẽ quay nhà mình các bạn xem nhé. Ở trên quê mình thì cũng như ở đấy đây các bạn, cứ là bình thường khí hậu mình cũng như Hà Nội thôi, nên là thực ra mình không kiểu là nó không bị nhạy cảm khí hậu ơi, mình không bị gì. Chứ mà mình về quê Điện Biên quê chồng mình ấy, thì sự là mình khí hậu rất là khác, nhưng mà mình có thời gian mình bị nhạy cảm nên là rất là mình chịu đứa mình cũng hay. Bà ơi, đợt chị à, một đĩa do đấy là bình thường mình sẽ ăn được nhiều ạ. Bữa nay mình về có mấy người ăn được ạ. Thực ra rất là ngon luôn nhá. Tuy là nó không ngọt, nó mát, nhưng mà mình cầm mình muốn ăn rất là đặc.
đây mình ăn được cốc chè rồi. Chủ yếu nha, mình làm video làm để mình tâm sự với các bạn là mình giao gì sao. Nhưng mấy hôm nay mình không ra được video cho các bạn xem ấy. Đó. Còn chắc hôm nay mình khỏe để sau mùa mai mình có đọc ra clip hay hơn cho các bạn xem các bạn nha. Thực sự là mình mệt lắm, mình cũng chả biết nói cái gì nữa. Thì mình đã xuống với Hà Nội rồi các bạn ạ. Thì bắt đầu từ ngày mai mình sẽ ra clip đều hơn cho các bạn xem nhé. Thì các bạn ơi, video của mình sẽ tiếp tại đây thôi. Để các bạn thấy video của mình hay, cho em một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ cho nhiều clip hay hơn các bạn nhé. Bye các bạn.